thì lớp keo dán rất là chắc, rất là dính luôn. Dạ. Thì á, tấm mút này có độ dày là 20 mm. Mọi người coi kỹ, đây là lớp giấy bạc, ở giữa là lớp mút và ở trên là lớp keo dán. Thì lớp keo dán rất là chắc, rất là dính luôn. Dạ. Thì á, tấm mút này có độ dày là 20 mm. 20 mm, khổ hữu dụng của mút là 1.01 m. Và cụ mút này có chiều dài là 25 m. Thì thường á, là được sử dụng trong các công trình công cộng hoặc là công nghiệp để chống ồn, chống nóng. Thì mình có thể dán thử lên mấy con hoặc tấm cách nhiệt để giảm cái độ ồn cũng như là giảm cái độ nóng cho công trình của mình, như là trong những công trình như là văn phòng, nhà xưởng nha, hoặc là các trang trại chăn nuôi. Thì nếu mà mọi người có nhu cầu mua mút OBB á, thì có thể liên hệ qua số điện thoại 0933668399 để em giúp hỗ trợ tư vấn và báo giá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin chào.